Hiện tại thì Băng Di đang đứng tại một trung tâm làm đẹp. Đây là một địa điểm mà Băng Di luôn tin tưởng mỗi khi mà mình muốn chăm chút lại ngoại hình của mình, cũng giống như là muốn tự tin hơn mỗi lần mà mình xuất hiện trước công chúng. Và ngày hôm nay thì Băng Di sẽ dẫn quý vị và các bạn đến đây và cùng với Băng Di trải nghiệm một dịch vụ. Và mỗi lần mà Băng Di trải nghiệm dịch vụ này xong á, Băng Di sẽ cảm thấy là cơ thể của mình gọn gàng hơn và xinh đẹp hơn rất là nhiều. Max Teen Lipo là sự kết hợp giữa công nghệ sóng siêu âm và ánh sáng sinh học, giúp đào thải mỡ hiệu quả nhanh chóng, tự nhiên mà không ảnh hưởng sức khỏe. Bên cạnh đó, cải thiện vùng da săn chắc, chống lão hóa và sáng màu. Mới làm thì Di cũng lo lắm. Di nghĩ là mình làm cái này chắc là mình phải kiêng cữ rất là nhiều, rồi mình ăn uống cũng phải rất là khổ sở. Nhưng mà sau khi làm xong thì thấy là không có cần phải kiêng cữ gì cả. Và đôi khi là ví dụ như Di thèm một cái món ăn gì đó, Di vẫn có thể ăn một cách rất là thoải mái, mà cái vòng eo của mình nó vẫn thon gọn. Sau khi trải nghiệm xong liệu trình tắm trắng thì điều đầu tiên Băng Di cảm nhận được là làn da của mình trở nên mềm mại hơn, mịn màng hơn. Và bây giờ thì da của Di đang bật tông so với làn da gốc của mình, trắng sáng hơn rất là nhiều. Và điều đặc biệt là Băng Di cũng không hề cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Và Băng Di tin rằng những bạn nào trải nghiệm qua dịch vụ này thì chắc chắn cũng sẽ có được một làn da xinh đẹp giống như vậy. Và ngày hôm nay như thường lệ thì Băng Di lại đến với Linh Anh và hy vọng là giống như những lần trước, sau khi mà mình được điều trị xong thì da của mình nó sẽ tươi trẻ trở lại và sẽ mịn màng trở lại. Các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Collagen tươi với công thức 3 tính chất hồi sinh làn da. Protein chiết xuất từ trứng cá hồi giúp hàn gắn vùng da bị tổn thương, phục hồi da từ gốc, căng bóng, trắng sáng, mứt mịn ngay cả khi để mặt mộc. Làm đẹp thì ai cũng muốn, nhưng mà theo như Băng Di thấy, chúng ta phải lựa chọn thật là kỹ càng một nơi làm đẹp uy tín và an toàn để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta về sau. Và nhân đây thì Băng Di cũng xin cảm ơn thẩm mỹ viện Linh Anh đã cho Băng Di một cơ hội trải nghiệm làm đẹp rất là tuyệt vời. Giờ đây thì Băng Di đã có một làn da mặt đẹp hơn và tươi tắn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là Băng Di có một làn da khỏe mạnh.